Xin chào các bạn đến với kênh New 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Piu Piu bỏ cuộc chơi chính thức cầu hôn bạn gái. Từng có thời điểm được biết đến như một trong những streamer nổi tiếng nhất và được xếp vào nhóm tứ hoàng streamer, Piu Piu sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh đã hạn chế tham gia các hoạt động giải trí tập trung cho công việc kinh doanh. Kể từ khi ý thức được mình là một người được công chúng biết đến rộng rãi, những chuyện cá nhân như tình yêu, Piu Piu hiếm khi chia sẻ công khai với mọi người. Nam streamer hầu như chỉ giới thiệu bạn gái với những thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết. Tối ngày 23 tháng 12, Piu Piu đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh nắm tay bạn gái. Điều đáng chú ý là cô gái này đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Dù kèm theo bức ảnh Piu Piu không nói thêm điều gì, tuy nhiên động thái của anh được cho là ngầm thông báo mình sẽ kết hôn với bạn gái và đã chính thức cầu hôn thành công khi đeo nhẫn lên tay cô nàng. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nam streamer nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người hâm mộ. Được biết, nhân vật nữ chính là Hồng Nhật, cũng là người mà Piu Piu đang để trạng thái hẹn hò bản thân cô gái này cũng ít lộ diện với công chúng và hầu như người hâm mộ chỉ có thể thấy cả hai sánh đôi trong một số sự kiện quan trọng hay tương tác trên mạng xã hội qua những bài đăng của bạn bè thân thiết. Trước khi có được một kết thúc viên mãn với bạn gái hiện tại, Pew Pew cũng từng trải qua một mối tình kéo dài tận 12 năm. Được biết, cô gái này có tên là Lily và cả hai đã đồng hành với nhau như người yêu từ thời điểm anh chàng vẫn còn là du học sinh tại Australia thời điểm piu piu tuyên bố đã chia tay bạn gái người hâm mộ cũng vô cùng ngỡ ngàng và bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình sâu đậm của anh chàng nhắc về bạn gái cũ piu piu vẫn luôn dành những lời lẽ vô cùng tôn trọng gần đây hơn piu piu cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tham gia một chương trình tìm kiếm người yêu và gặp gỡ trâm anh câu thả thính anh không ngại ra hà nội anh chỉ cần có lý do đã gây sốt trong thời gian dài tuy nhiên sau đó cả hai khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè chứ không tiến xa hơn sau tất cả, giờ đây Piu Piu đã có được một bến đỗ của riêng mình, hy vọng rằng anh chàng sẽ có được một gia đình hạnh phúc như bản thân hằng mơ ước. Thông tin Piu Piu cầu hôn bạn gái có lẽ là một trong những tin được cư dân mạng quan tâm nhất hiện nay. Được biết cô gái may mắn ấy không ai khác chính là Hồng Nhật, người đẹp được Piu Piu cầu hôn sinh năm 1995, trước đây là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành Hà Nội. Một vài thông tin cho rằng Hồng Nhật hiện đang là một nhà biên kịch tại Hà Nội. Cô gái sống khá kín tiếng trên mạng xã hội, điều duy nhất mà người hâm mộ có thể thấy ở Hồng Nhật có lẽ chỉ là ngoại hình xinh xắn, dễ thương theo kiểu rất đơn sơ giản dị. Giống như trang mạng của Piu Piu, Hồng Nhật cũng chỉ đăng tải những hình ảnh cá nhân và cài đặt chế độ bạn bè. Cả hai đều không đăng ảnh hay thông tin gì về người còn lại ngoài việc cập nhật trạng thái đang hẹn hò với nhau. Chỉ có ở những bài đăng của bạn bè chung, Piu Piu Hồng Nhật mới có sự tương tác. Theo lời chia sẻ từ Piu Piu, anh gặp được Hồng Nhật khi đi quay quảng cáo sau khi nhờ vả và xin được số điện thoại piu piu đã liên lạc và làm quen với cô nàng dù không tiết lộ quá nhiều về hồng nhật tuy nhiên qua những gì piu piu miêu tả đây có vẻ là một cô nàng vô cùng phù hợp ăn ý với anh với bạn ấy tất cả mọi thứ đều vừa phải và bạn ấy mang lại cho mình cảm giác đúng là như thế không có cái gì quá nổi bật không có cái gì quá xuất sắc nhưng bạn ấy chính là cô gái đầu tiên mình gặp có thể nói chuyện được với mình từ chuyện thời khủng long bào chúa cho đến thời kỳ đổ đá rồi bỗng dưng kiu kiu chuyển một phát qua cuộc sống công việc trong một chương trình giải trí Pew pew tham gia mới đây anh tiết lộ anh đã tỏ tình bạn gái khi đang ngồi trên một băng ghế đá mọi thứ diễn ra đơn giản không hề cầu kỳ sau câu nói đã đến lúc anh muốn hỏi em là chúng mình tìm hiểu nhau nhé thì cô nàng đồng ý và cả hai yêu nhau đến tận bây giờ như vậy là sau một khoảng thời gian quen nhau, Pupu cũng chính thức đã tìm được một lý do chính đáng để ra Hà Nội. Hiện tại người hâm mộ cũng rất chờ đợi thông tin chính thức về hôn lễ của cặp đôi trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kênh New 24 giờ. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn được cập nhật liên tục những tin tức hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé.